Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách màu những đám mây nha. Và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người, mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu lumos tranh nhé. Ấy nhưng mà sao tôi lại tô trước mấy bức tranh nhỉ? Ok nha mọi người, mình sẽ mọi người có một ba đám mây nha, ba đám mây nhỏ. Ok, là mình sẽ ngồi mình thanh lọc. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Không có biết nữa. Tuyển cho bạn. Hay mình hơi mỏi cổ, mọi người thông cảm ha. Ok nha mọi người tô đi ạ. Ok nha mọi người ơi. Ok mọi người, mình sẽ tô và có thể màu vàng nha. Ok. Ok. Mình sẽ hoàn thành bức tranh nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha.
được thôi. Được thôi. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye. Tạm biệt tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tôm màu một Pokemon Nasu. Đúng rồi, Nasu, Nasu. Không, không biết nó đây Pokemon gì à? Quen lắm nhưng mà mình chả nhớ tên đó. Ok, và Pokemon này có khả năng phản đa nha, và màu da cũng quên rồi. Mình sẽ sử dụng màu xanh nhạt nha. Cô thật đậm nhé. Ok. Ok nha mọi người ơi, cái này thì nãy mình hai cái sản phẩm được. Xin chào mọi Ok. Mời tôi đi ạ.
Ok nha mọi người. Rất là đẹp. Ok nha mọi người. Ok. Mọi người đợi mình xíu ha. Ok. Ở đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tự làm xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình. Tôi mong mọi người có thể tham khảo theo ý kiến của mình nha. Xíu xíu. À, thế mình tô được nhỏ là được tốt tiếp nha. Ui xe. Ủa, có ai đang kết nối à? Có ai đang bắt mà? Ờ... 40835. Ok nha mọi người. Mình sẽ tặng bức tranh duy nhất có thể cho mọi người xem nhé. Ok. Mọi người tôi đi ạ. Cách mạng tháng 10 Nga. Chính trị. Cái này chỉ có thể là cách mạng dân chủ lịch sử. Thank you.
Ok nha mọi người. Ok và bây giờ mình sẽ kết thúc nha, là tất cả mọi người những video tiếp theo mọi người like share ý kênh của mình nha, bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người, lâu lắm rồi mình quay trở lại tô màu ha. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người tô màu một icon sang chảnh đại gia. Ok, icon. Và để đến bây giờ thấy ra của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tô luôn cái icon này nha. Mình sử dụng màu vàng nhé. Tại vì cái này màu vàng thôi, chẳng có màu nào để đợi em. Em bỏ cổ á mọi người. Tối nay ăn gì anh Đức? Chicken. Nu về quê quán nu đủ mê. Ê tính ra cái đó không bảo vệ mà tôi ăn cái gì thịt luộc rồi. Bây giờ phải chịu một mình ghê. Tiếng của em gì anh? Hả? Hay là... Ồ, đây là bút cho bao nhiêu trời? Ok. Ok nha mọi người. Rất đẹp luôn nha, mình sẽ để đây một chút cho mọi người tô. Mình sẽ hoàn tới bức tranh sau đó nha. Mình đang bận chút việc. Ok nha. Ok. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Ok. Ô. Ok nha mọi người. Mọi người tốt đi ạ. Ok nha.
Ok. Ok. Ok nha mọi người. Em 13. Chú chết rồi. À đây đây. Chết âm rồi. Ok mọi người. Mấy là mấy xe nhé, có thể cho mọi người xem nha. Tôi đang phân vân tôi quay video 6 phút không? Có nên tôi video 6 phút rồi ghép được không? Đằng nào ghép thì sẽ được nhiều hơn đấy. Nhà giờ thành cho thành nhiều video một tí. Quay Ừ, 5-6 phút, tôi bảo ông nội mà, hôm trước tôi về. Tôi 5-6 phút về nhà. Đằng nào vẫn thế, vẫn ghép vào thì cũng vậy à. Quay nốt thêm 8 bước nữa cho tròn 100 này. Quay video đấy cho nó lẹ, nào ghép 6 video. 6 video là 36 phút rồi. À, ở đúng rồi. Cho xong 6. Là hết được cái tập tranh này. Được. Năm sau chúng ta sẽ thay loạt tranh mới cho nó sạch xịn xò à. Đúng không mọi người? Cái quay này chắc là Tết không được nghỉ. Ở đâu không phải không được nghỉ Tết mà phải lên sớm. Đúng là phải lên sớm. Mình còn chết ở cái qualify nữa cơ. Ok. Ok. Đông người vậy. Người đợi mình xíu mình đau luôn. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn là tất cả mọi người những video tiếp theo. Ngày mai sẽ là kênh của mình nhé. Bye bye. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Ok tất cả mọi người nhé. Bye bye. Ok. Yeah. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu bức tranh quen không mọi người? Mọi người thấy quen không? Rất là quen nha. Trái tim hoa quả và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người đợi mình xíu ha. Ok nha. Và mình sẽ hoàn thành với tranh nhé, có thể cho mọi người xem nhé. Cái này thì dễ tô thôi nhưng mọi người cũng chả cần kỳ công quá làm gì. Một màu này nha. Ok nha mọi người. Ok.
Mình sẽ để đây một chút cho mọi người tô nhé. Ok. Ok nha mọi người. Ok mọi người, đợi mình xíu ha. Cần check và okay. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Ok nha. Mình là tô đi ạ. Mình cho làm cái chain nhanh nhất có thể cho mọi người xem nhé. Ok. Anh.
phòng 2 triệu ấy. Nó có bàn thờ. Chéo ai dám mở. À. Mình chắc phải đứa nào cái quái mới vào ở ấy. Đấy, tấm rèm xe đi. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người, và video của mình đến kết thúc này. Tất cả mọi người nhớ tiếp theo mọi người like, share, đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye bye.